Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vừa qua, gia đình bà Trương Thị Bông trong lúc làm nhà bất ngờ phát hiện một quả bom lớn nằm sâu trong lòng đất. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Quảng Sơn phối hợp với các lực lượng đã phong tỏa hiện trường, cắm biển cấm biển báo khu vực nguy hiểm, cắt cử lực lượng canh gác 24/24 giờ. Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chuyên môn xác định đây là quả bom tồn sót sau chiến tranh, hình dáng còn nguyên không bị móp méo, mã ký hiệu M117. Quả bom dài 1,3m, đường kính thân 0,6m, nặng hơn 300kg. Cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý quả bom này.